Luyện tập đi, xong rồi mấy tuần nữa lại lên với tụi con nha, luyện nha, gắng luyện nha. Cái này chú trồng hay sao hay mua? Trồng nha, chứ mà sao đừng mua gì sách lên nha. Dừa rồi của nhà chú rồi. Hồi nay mất dừa là cô làm luôn đúng không? Vậy đó hả? Trời ơi, dạ, được, ngon lắm, tụi con đang ăn, con cảm ơn nhiều nha. Dạ. Ba ơi, ba đâu có ăn chuối. Ăn chuối ba. Ba ăn bông với giang không ạ? À? Ăn bông với giang hả? Đây nè, cô bác thương con, đây là cái tấm lòng của bà cô mới đem từ phương xa tới bà chợ nguyên tối để chờ tặng con. Có đâu. Ngồi đây. Hết giờ lẹ lên. Phải là ngon hay dở thì giá thì để gì? Con nó banh. Không, con nói tấm là... Tấm lòng của bà cô bà chợ, nãy giờ bà thấy mà từ nguyên buổi với bà chợ tới giờ cuối luôn á. Con xong chuyện rồi, con hết rồi, kết thúc chương trình rồi, bà cô bấm ta cho thằng ta con. Tấm lòng của cô, con gửi. Con biết rồi, nhưng mà bây giờ nó đang còn sống thì để... Sao ra con cứ để chín. Con mời ba con chiếc hàng xá, ba xá là được rồi. Cái gì thiên thần? Thiên thần thì mới ăn chuối bằng cách xá ba xá thôi. Còn ba với con mình vẫn ở tầng dưới nên mình ăn chuối bình thường. Thế con nói ba con địa ngục quá hả? Mình đang ở tầng này là mình dùng cái tầng ăn, tầng nhai cho vô miệng, chứ còn cái tầng mà ăn hương hoa thì là khác rồi. Thôi con ăn đi, tấm lòng của cô chú đang quay clip lên, con nhận đi. Thì con nhận mà, nhưng mà con để đây chính để mai mốt mình ăn chung. Đúng rồi thì đó. Dạ. Nhưng mà thấy con mới nhận thương chứ. Cô từ Bến Tre cô lên. Thì cái bánh bà cô mới để ngay chỗ thùng loa, mới giấu nguyên cái túi thùng loa, mới để tới hết luôn chương trình bản này. Em tới cuối để chờ ra để đưa nãy chuối đó hả? Đó. Ồ, thương ghê cả nhà. Đây là cái tình cảm chân quý. Dạ. Riêng mình con thôi chứ ekip cô đâu có tặng. Không, cô nói là ekip. Ý là đưa Dung thôi, rồi Dung để chính đi, rồi ekip thành Dung. Dạ. Chứ mẹ là một mình con. Ba tưởng đâu cô ngưỡng mộ con, cô tặng cho con. Không, cô ở Bến Tre, cô quê với anh cô. Trời, Bến Tre lên đây chờ chơi đến kỳ giờ. Bến Tre lên đây để đi thử giọng, nhưng mà cô giọng mà cô chưa có được. Thành ra là bữa nay cô chưa có giao lưu được. Không, để cô thì sợ cô nói cô hát. Uống rồi đây, uống. Dạ, tốt. Dạ. Cô gửi nè chuối cho team mấy chị em mình. Chú á, chị thử giọng không được cũng hơi buồn. Không, cũng là con cô bác. Dạ, cái cô chú mà mình thử giọng á mà mình chưa có hát được đợt này á, thì đợt tới mình về mình luyện, sau đó mình lại lên mình thử nữa. Dạ. Để cái nào mình ổn á mình được lên hát à. Luyện một bài tủ trước. Chị luyện 3 tháng nay luôn rồi đó. Chị luyện mà kiểu chị giống như hôm nay chị nghe người này hát bài này hay quá, về luyện. Cái qua hôm sau cái nghe người kia hát bài kia hay quá, về luyện tiếp. Chị thấy bài nào hay chị luyện bài đó, cuối cùng không chưa tốt nghiệp được bài nào. Bữa tối nay chị luyện 10 bài rồi mà. Cũng vậy nữa, cũng cái tập vậy nữa. Thì bữa tối giờ 10 người hát mà thấy 10 bài đó hay thì đều luyện cái bài đó. Ủa sao nãy thấy chị con luyện 2-3 lần bài Anh Còn Nợ Em à? Cuối cùng có hát ảnh trả rồi. lúc luyện là ảnh chưa có trả. Luyện không ảnh trả rồi nó thôi khỏi hát nữa. Con hát được ba bài đó được, bài đó nghe được mà. Nói chung con hát bài nào cũng được, nghe cũng được lắm đó. Đúng rồi, được ổn mà, ổn luôn. Ổn đi, nói ổn thì đừng nói được thì nó rộng quá. Ổn cái gì rộng? Phải dùng gì rộng? Cái bao cái ý nghĩa bao hàm của nó rộng lớn lắm. Không, em thấy ok á. Nói chung mà bữa nào chị hát thử giao lưu một bữa. Con bây giờ đó, bây giờ là MC con qua được cái cửa ải rồi. MC đâu? Ca hát con cũng qua được cửa ải rồi. Bây giờ con dợt hầu quẳng đi. Hầu quẳng hả? Ủa, từ từ. Ba sắm cho con cây giáo. Mà đóng con lên trước hay sao? Thầy Lũ sắm cho con cái nón. Nón lá, sơn, có chụp lông. Là mới vô á, mình tập á, là hầu quẳng á, không có hát nhiều đâu. Thấy thôi, vô mình đóng dây cổ thôi. Vui quên gọi là quân sĩ đâu. Là ra cho con bé á, chứ bắt đầu là lôi vô phải không? Là phải giả trước rồi mới ra. Đúng dạ. Tuần là phải giả, giờ mới đi ra. Dạ. Cho ngươi lui, chính tuân lĩnh. À, là được nói một câu hả? À, hai câu lĩnh, cứ vô dạ. Từ mình lên chứ. Đúng rồi. Từ mình lên chứ. Con mà đi ra mà không cần nói gì hết á, mà chỉ cần đi ra sau đó cũng sẽ đâu mà ra mà phục một cái rồi đi vô là bình tĩnh nhận rồi.
là bên đoàn Huỳnh Long á, là nghệ sĩ mình tên là dẫn cho chị Dung vô cái bài đó, nhưng mà tại con đòi ca một câu. Không, có chị Dung đó. Có chị Dung á? Hùng Quận á. Không, còn hát thì còn sẽ bắt được hát đấy. Lương sân bay chú Quỳnh Đài, Hải Châu, Hải Châu. Đây là ba của chú Quỳnh Đài. Đó là Đài Hùng Quẳng á. Bố là ba chú Quỳnh Đài hả? Bố là ba chú Quỳnh Đài, còn Hải Châu. Tài gì á? Hùng Quẳng. Liệu hả? Đi, có thấy về mặt Châu thì sao, tay Châu, tay sao? Không, cái này là không. Cái này nữa nè, cái đó là nam bà ơi, đó là nam. Nữ là phải vậy. Nam. Vậy nè má, vậy nè má. Vậy đúng không? Bắt dưới này nè, bắt dưới này nè. Bắt cái này. Cái đốt thứ hai. Cái này gọi là bắt phụ. Đấy, đó, nó kiểu vậy á, kiểu vậy á. Chúc anh đây đi xe máy. Ý an tàn. Đây là dán câu em về chị hát câu hát thử nè. Ủa nhà hát không? Nước sơn ba chi mồ. Rồi nè. Câu y chang vậy hả? Đúng rồi. Lương sân ba chi mụ. Nói con hơi hát đâm hơi. Chi mộ bà. Cậu chi mụ cái gì? Cái gì? Bà chi mụ. Chi mộ á là mộ phần á. Chiêu hay là chi? Chi mộ. Cái bia. Lương sân ba chi. Mộ. Mộ. Thôi hết mong hết duyên hết thương hết sầu hết tình dùng khó dài. Thôi hết mong. Thôi hết mong hết thương hết duyên hết sầu hết tình nồng nàn. Không phải có người chuyển phụ còn hát mới được. Thôi hết. Con ngửa ra. Chặt cái này lên. Con hát mới vô. Hồi nãy em nói chị đúng không? Lúc mà ngồi đó em nói chị đúng không? Khi mà chị thích, chị muốn hát, nhưng mà khi mà chị chuẩn bị cất tiếng lên á là trong đầu chị không bao giờ nghĩ nghiêm túc. Tốt nè. Không nghiêm túc. Nghiêm túc nè. Không hề thấy cái sự nghiêm túc nào luôn. Thật sự. Để này giờ này dần lại con đó đi. Dần lại nè. Chị mộ qua cái lớp chị mộ. Rồi bỏ cái chị mộ qua bên đi nè. Xong rồi đó. Thôi hết mong hết duyên hết thương hết sầu hết tình nồng nàn. Giết chết liền. Thôi. Đi. Thôi hết mong thôi hết mong hết thương hết sầu hết tình nồng nàn. Ai ráp à? Yếu chữ ráp hư hết. Ta phải có cái lên xuống lên dưới rồi coi cao trào chứ. Đúng rồi. Lượng sơn ba chi mộ. Con nói rồi, hãy nó vô cái đoạn này là ai cũng vô quản. Trúc Chi Sơn. Là cái gì nữa? Làm lại câu nữa bố, cái nữa bố. 2, 3, vô. Xe qua đi trước phải có đèn tàn. Vô. Xe qua đi trước phải có đèn tàn. Thôi, hãy nghe. Xe qua đi trước phải có đèn tàn. Sau xe muốn giấy ba tiền mà. Sau xe muốn giấy xé tiền mà. Xé tiền ma. Phá tiền ma. Không có nói gì luôn á chị. Là con tưởng tượng cái nội dung á là ra mấy xe tan quăng mấy cái tiền về mã dọc đường. Chị hiểu không? Chị hiểu con đó không? Xe qua đi trước phải có đèn tan hiểu không? Là xe qua lúc chú đã. Xe qua đi trước phải có đèn tan. Cái mặt đó không? Không có hiểu cái nội dung sao nó hát được. Đầu hở ra được, đầu hủ hoài. Rồi tiếp. Hở ra đủ hoài phải không? Hết gì không ơi? Con đang ăn chay đó, tại vì mấy ngày nay mọ con hơi hộp. Thành ra là mấy hôm nay con tư mọ hơi hộp. Dạ. Ăn chay chưa? Không, em chưa có đúng bước vào con đường ăn chay, nhưng mà bắt đầu em cảm thấy nên tu lại, có nghĩa là đúng cái rồi. Khẩu của mình nên hèn chi. Nếu bà thấy nó ăn cho bánh canh tâm tích. Đừng có như vậy, học theo chị. Ba ngày nay chị ăn thịt nấu cha. Tu dữ chưa? Tu dữ ta ăn lúc 3 ngày. Ăn chao đó hả? Chao, bơm chao hả? Ăn vịt nấu chao. Nhưng mà chị không có ăn vịt. Vịt nấu chao nhưng mà
Dịch đó thì con chỉ ăn, chỉ múc nước cháo ăn thôi. Ăn chay đó, ba là đang ăn chay. Ăn chay không phải. Chứ không lẽ nhà người ta ăn lúc 3 ngày ăn dịch nốt cháo. Tức là con ăn cháo đúng không? Cơm với cháo hả? Không, 3 ngày nay con ăn dịch nốt cháo. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là dịch nấu cháo. Con ăn chay đó. Cháo, cháo, người ta ăn cháo là ăn chay. Mới nói chay mặn đều dùng được. Thế như mọi người mà chay mặn đều dùng được. Mà sao nhà con ăn gì tới 3 ngày? Nấu cái nồi nó hơi bự. Không có. Tại vì dạo này con với Tư mổ hơi hổn, bị nói hơi nhiều. Thành ra là tụi con quyết tâm tĩnh tâm lại. Tư thì nó ăn nó cũng nhẹ nhàng bớt rồi, còn con thì là ăn chỉ có cao thôi. Không, nó chưa nhẹ đâu. Nó chưa nhẹ đâu. Bữa nào chị xuống đây, mai giữ xuống đây không? Đó. Em mua chục miếng tàu hủ em rồi ăn. Không, quá. Tao muốn có dùng thịt đâu. Không à. Không. Chấm chấm muối tôm. Chấm muối tôm hoặc muối tiêu. Chấm ăn kèm với không có à. Nói chung là con thứ Tư là chắc phải ăn cả tháng á. Không phải ăn 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 trước tháng rồi rồi thành coi có ổn không? Nếu mà còn ngứa miệng thì mình kéo dài và đêm mấy đứa mọ nhỏ nhỏ chị hổn lắm coi là khỏi mình nha. Như tối chị em mình thức tới 1-2 giờ sáng đó. Nghe hai chị em mà thức tới 1 giờ sáng bình loạn đúng không, bình loạn YouTube đúng không? Bỏ đâu, bỏ đâu kỳ quá. Con hồi giờ con có đi bình luận khi nào đâu, tại thấy Tư đi xong rồi con mới vô đó. Cuối cùng là em ngủ trước chị luôn á. Em kết thúc câu chuyện trước khi chị luôn á, trước chị luôn. Không, đăng clip thôi. À không, bữa nay hả? Bữa nay ngân live stream hả? Tối rồi, tối ngân live stream. Bán hàng, bán mỹ phẩm chị Dung nè, chị Dung vô tư vấn nè. Đúng không? Đúng, đúng. Đúng. Ừ. Tối vừa làm trên đó vừa tư vấn. Tao tối qua ngân nó live nhà tối mà. Tối qua hả? Ừ. Tối qua. Rồi tối này á. Tối nay mà, 21 giờ tối nay mà. Là tối hôm qua là vừa rồi nè. Chứ không phải là hôm nay. Nó loạn thời gian đó ba. Tối hôm qua mà nó kêu là tối này nè. Tối hôm qua. Ừ, bây giờ mấy giờ là con chưa tới, nó 21 giờ 20 phút. Rồi rồi, tối hôm qua đó, đúng rồi, tối hôm qua đó. Tối hôm qua lần hả? Dạ đúng rồi, tối hôm qua đó. Chị Ngân nó like cũng tiếng mấy đồng hồ ha. Với chị cũng nửa tao chị vô chị lúc mà nó bán bắt đầu nó với điện phẩm mỹ phẩm thì chị vô. Thì em cũng có vô được chút xíu. Sau đó là bỏ qua cái clip khác để tranh luận hả? Để nói không chuyện thì nó kết thúc like thì mình cũng không có gì làm thì bắt đầu mình coi clip mà bắt đầu mình đọc bình luận. Thì mình thấy bình luận nào hay hay thì mình vô mình kiếm nhiều mỹ phẩm thì chung này. Chưa vậy? Nói chung về hồ quán là ba thấy chị Dung là đang chuyển động. Dùng hát là hay lắm, không bác coi khó á, sao có cái tính giải trí không hiểu không? Ăn chào, mình đang nhận thức cho ba ngày. Ăn chay. Ê, ê. Ăn chay. Em Dung đó còn bị chửi, rất là còn bị chửi liền. Ăn chay. Ăn chay. Mấy tiểu phẩm này chuẩn bị quá xong. Tôi chết rồi. Tôi hát quá dữ luôn. Nhiều khi nói chuyện hài rồi là hát hài thôi. Mà sáng không có nói làm sao rồi là đừng có mít lại, để giọng mọc luôn á. Mới hay. Trời, cái gì hả cháu? Ê, nếu mà để giọng mọc luôn á, để giống như thật á, mình đang hát thật vậy. Thôi dầu về thu lại đi con ơi. Thu lại nữa. Làm gì bị over á. Bị game over luôn á. Dạ. Tôi thấy mất lại. Thu lại. Đi xe chứ nhiều khi lỡ chị... Biết là chút đỉnh đi. Cái lãnh đoạn nào nó lạc quá thì mình biết là chút đỉnh. Bỏ lại là lại bỏ biến đường vô. Tại vì mình của chị Dung cũng chưa có định hình được cái thể loại này. Thể loại không này nha. Chưa ai làm được. Giỡn nữa mày quen thấy không? Có chuyện giọng lắm mà. Đúng rồi. Ý là tại vì chị Dung chưa có hình dung được. Tức là chị Dung biết kết hợp giữa hù quẩn và táp. Hù quẩn. Làm cho ba thêm 10 clip nữa. Tại sao làm cho ba thêm 10 clip? Chửi tao á. Chửi rất là yêu thương ba. Mới làm cho ba 1 clip. 1-2 clip thôi là người ta chửi ông rồi. Đâu 10 clip. Làm cho ba thêm mấy clip nữa. Đầm. Tại vì á là cái thoải mái. Ba là tầng thứ 3 rồi.
không riêng ba với lại Tư Ú á đi ở mấy kênh khác thì nói, chứ còn ở kênh con là cực kỳ yêu thương cái bộ ba này. Đúng rồi, tại vì mấy người chửi là con cho ra ngoài kênh hết rồi. Mình nhưng mà có một điểm á là chị bữa giờ chị thấy hối hận. Hối hận hả? Con bé hơi hối hận. Hối hận gì? Tại vì á là con lỡ cho mấy người mà hay chửi con ra khỏi kênh, mà bây giờ con muốn kéo họ lại quá, bây giờ con không biết kiếm họ ở đâu để mở ra. Không, hồi nãy vừa mới dẫn vô chiều là hồi trưa chứ con có nghe một cái câu chuyện mà thầy thích pháp bà kể á, là có cái bà kia bà rất là dữ, cái bà chửi thằng xóm là bà nuôi con chó, bà cũng chửi con chó tối ngày luôn, không là chửi con chó mà kệ bà xóm à? không nghĩa là bà dữ, bà gặp ai bà cũng chửi cái xong tới con chó mà bà cũng con chó bà cũng chửi luôn. Xong bữa đó về á là con chó hình như là nó cắn cái đồ gì của bà, cái bà đánh nó gãy chân luôn. Cái xong rồi ngày hôm sau á là bà đi làm về á là con chó nó vẫn chạy ra, nó mừng quýnh quýnh bà, mặc dù nó lết cái chân mà bị đánh gãy ra. Lệ ơi, lên dẫn anh Nhi xuống rồi Lệ. Thì bà mới tự nhiên lúc đó giống như là tâm bà bị đánh động, có nghĩa là ngay giác một, bà giống giác ngay một. Lúc đó bà giống như là bà được đánh động luôn. Mà còn bà nói là giống như là cái tình yêu, cái tình bao dung, cái tính bao dung của bà không bằng một cái con cún đó nữa. Có nghĩa là bà đánh nó gãy chân vậy mà nó vẫn quên hết, nó ra nó mừng rỡ, nó vẫn thương bà. Cái tự nhiên ngay lúc đó cái bà tính thay đổi tính nết luôn. Mai con có lên không? Có gì mốt, cái mốt có lên không? Làm gì ba? À, như Tư Ú là lết rồi. Không có. Tự nhiên con nghe câu chuyện đó xong con nói không lẽ con không bằng con cún nữa. Ngộ ra đúng không? Ngộ ra đúng không? Không lẽ mình không bằng con cún nữa, tự nhiên cái mình đi chấp nhất vô mấy cái từ đó chi? Trong khi là nhiều khi người ta giống như một cái tật của người ta thôi, nhiều khi giống như là cái miệng ta hay nói vậy thôi, chứ không có ý gì hết, chứ không người ta coi kênh mình chi? Ủa, tính ra là con nói vậy là bây giờ ba ngộ ra là cũng là có ác đâu. Nó đâu có ác, hồi giờ nó dễ thương mà ba. Bạn lên. Dạ. Ta dằn chuối lên bụng mình. Con mới là người dằn chuối lên bụng bố đó. Thôi, nói chung mình chưa đến tuổi ăn chuối theo kiểu đó đâu. Thì tự nhiên cái con hồi tối qua con Á Hồng hồi trưa nghe vậy xong cái con nói chứ. Rồi giờ sao mà đi mở chặn mấy kia ra ta vậy? À, đơn giản lắm, hỏi mấy con làm gì thật lắm. Vì vô liếc. Mời cô chú anh chị, những cô chú anh chị mà lỡ mà chưa có những cái lời. Không có lời gì á, chỉ có block thôi à. Chỉ có block người ta rồi á. Bây giờ cô chú anh chị mà cô chú đây nè, sẵn quay đến con mời chúng chị là vào lại thôi. Sao mời được, người ta đã block, người ta không có ở trong kênh con nữa. Là người ta không có tìm thấy mình á. Là con block người ta rồi, bây giờ con làm sao để con mở ra được? Căng vậy? Ủa vậy hả? Thì đó, con mới nói là hôm nay bây giờ mình thua con cún nữa. Ủa, nó cũng phải có chế độ nhả chặn chứ. Có không à, luộc phải có chế độ chứ. Như có. Bỏ chặn. Có, nó phải bỏ chặn được mà. Có hả? Có. Con vô trong cái kênh con phải không? Luộc tới phần chặn á, con xả hết đi. Con nghĩ chắc cũng vài chục ngàn á. Nhiều lắm. Con xả hết đi. Không biết đúng chúng ai chúng mà con xả hết đi. Hôm hôm bữa là ba cũng khuyên con, xong rồi cũng có một cái bình luận, hai bình luận gì đó nói là không nên để có chặn người ta. Con clip con mà nói chuyện mà đăng đúng rồi, đúng rồi. Ai cũng khen ba nói chuyện hay hết á. Ai đúng rồi, khen. Chửi bà chứ. Không, bố trên clip không ai chửi, chỉ có trên like chửi. Không. Bà Giang. Trên like của chưa coi cho mình chửi. Vậy hả? Người ta đang coi mà cứ che hoài. Bộ cái ông mập với lượng có đen nó đi đúng không? Không, nhưng mà trên kênh con là riêng ba với Tư Ú là không bao giờ bị chửi hết. Có, chửi lóc mẹ nó. Ê, mình không có cười kiểu vậy nha. Cười đàng hoàng. Thì bây không, giờ... nói chung đó cũng là một câu chuyện buồn. Nên chúng ta không nên cười như vậy. Không, bây giờ mình ấy á, bây giờ mình... Yeah. Mình phải nâng tầm mình lên, mình không thể nào mà để như vậy được. Ú cũng vậy. Mình đừng có thức khuya đến 1-2 giờ sáng mình đi trả lời bình luận nữa đúng không? Ok. Hôm qua nói với con 2 giờ còn đi bình luận đó bạn. À, có bình luận rồi, bình luận sớm tiếp. Không, mình không đi trả lời nữa, mình không trả lời nữa. Ừ. Ok chị, em nói chung là nữa. Mỗi người mỗi cái góc nhìn, mỗi người mỗi cái quan điểm. Mình không trả lời nữa, thả ai kênh được không? Ông thả luôn, ông thả luôn. Tại mình cũng có như vậy, thành ra là okay. Mình không cần phải suy nghĩ nữa. Rồi mình ăn chay luôn. Dạ, nấu chao. Đó, cho miệng nó bớt hỗn lại. Bây giờ á, lúc nào con đi với chị Quyền á, không chị Quyền á, chị Ngọc Quyền á. Chị Ngọc Quyền hả? Hay là đi với mấy bạn rồi đó, đi nghe thầy Pháp Hòa, rất là hay.
Con nghe mà ngày nào con cũng nghe thầy pháp hòa mà. Lúc nào rảnh con lên đây xuất phát cho con. Thì đúng rồi. Ba rảnh thì ba nói rồi, nhiều khi ba nói con cũng ngộ ra được chút chút nữa. Chút hả? Bỏ cái hổn đi. Tính ra thí dụ mà bố cạo đầu có cắt. Bụng bự vậy nè mà đâu. Cái giấy tay rồi cũng to to cái mặt luôn. Cái mặt thì cũng phúc hậu á. Sao? Không có nói. Thử hai đứa bay. Thử hai đứa bay còn cái gì nữa không? Cái vế cuối mới là quan trọng. Không không, tới đó thôi. Con hai cái bỏ tụi bay nhọn. Con tôi vế cuối không có nói. Đã con nói bố là sao? Sau khi con nghe chị Dung nói như vậy thì con quyết định là mình bỏ qua hết. Mình không nên sân si nữa. Cứ bình tĩnh mà sống. Mỗi lần mà chị với em đi trả lời là mình không bằng con cuốn đó biết chưa? Ok chị. Ok. Đó thành ra là tự nhiên cái mình nghe câu chuyện đó xong cái mình thấy mình bớt đi đó. Giờ con nghĩ rồi, con sẽ đi mở chặn hết ra, thành ra là trên kênh dạ, con thì cái câu chuyện cục đá ném lên trời chưa, lên không trung chưa, nó rớt trong đầu con hả? Ừ, đúng rồi, giống như vậy thôi. Bây giờ mình cố tình mình lấy viên đá mà mình lấy viên đá mà mình lên không trung thì mình đứng đó thì nó cũng rớt xuống chỗ mình thôi. Ủa mình chỉ thấy mấy à? Hơn 200.000 rồi. Đâu có ngu, tự nhiên mình rớt ngay đầu mình cạo con kia rớt cho người khác nha bà. Nói là bóng hả bà ơi. Trời ơi, sai cho em trội thẳng lên. Đúng, đúng, rồi. Đúng, đúng, trời ơi. Đó trời là phải trội đi ra ngoài. Ở hai đứa bay ở tầng thứ 1. Rồi, chuyện tấm nè. Tu. Ta nói nghĩa bóng mấy bà ngồi chạy. Không, nhưng mà thật sự mà nói thì ai ngu mình đi thải cục đá kiểu vậy. Thật sự luôn, đúng không? Đúng. Cái câu chuyện nghĩa bóng, những cái ngụ ngôn để mình hiểu cái câu chuyện. Có ba bóng thôi tụi con đâu ngôn có bóng. Ngụ ngôn ở đâu rồi chứ. Có ba bóng thôi tụi con đâu có bóng. Bóng gì? Không, ý là nghĩa bóng á. Sao? Ta nói hịch tẹt ra chưa chắc hai đứa đã hiểu về đặt nghĩa bóng. Thôi chè coi, về trễ rồi bố. Dạ thôi. Nghỉ bữa nữa rồi. Ủa tao nghỉ hai bay về mổ về sao? Bình luận tiếp chứ. Đã nói là tụi con tu rồi. Tu hả? Giác ngộ rồi. Thôi ta coi, tối nay tao mở. Tao mở ta coi nè. Tối nay tao lên tao coi nè. Thiệt. Giám sát hai đứa. Không, tụi con cũng lỡ, xin lỗi cô chú anh chị nào mà tụi con lỡ bình luận trả lời nha. Thành ra là từ giờ trở đi tụi con không có như vậy nữa đâu. Hứa là sẽ ngoan ngoãn. Lên tầng. Hứa đi bà. Hứa. Thì lên tầng dạ, thì con cũng xin hứa nhưng mà cô chú là con sẽ không có trả lời những cái comment như vậy nữa. Nói chung là con sẽ theo chị Dung đó. Chứ em mà đi trả lời là chị trả lời á. Em thấy chị trả lời, em trả lời đeo đó. Em biết rồi, em hiểu chị rồi, đó. Em hiểu ý chị Dung rồi. Nhưng mà bây giờ nói không là một chuyện. Về xả hết cái trận ra. Bây giờ con phải kiếm chỗ con mới xả được. Mà bây giờ con mà xả ra mà kênh con mà có ba có bị chửi hay tư uống có bị chửi thì nhưng mà cũng bình thường. Nhưng mà em nói chuyện vậy, ví dụ như bây giờ á là mình bị chửi từ kênh nào là mình sẽ nói chuyện với cái kênh đó và mình sẽ giải quyết dứt điểm cái vấn đề đó luôn. Con cũng giải quyết nè. Không, có nghĩa là mình giải đáp tất cả những cái sự kiện sai người ta nói với mình. Không mệt quá, mình có gì đâu mà mình phải suy nghĩ, mình phải giải thích. Em thấy chú Tài. Phải chứ, bữa hả tụi lao. Ê, tại nãy giờ nghe tụi nghĩ là chắc là chị Dung cô Tư là sẽ không trả lời bình luận nữa. Không nói nữa. Không, không đi trả treo nữa. Dạ, là sẽ lên live stream đầu tư bình luận nói trực tiếp luôn. Sống này là nhiều thứ nó còn. Đó là có cho bếp về trước bố ơi. Dạ, đi đi, bố nói xong một câu đó rồi về. Dạ, bố nói đi bố. Đó là một trong những cái phần mà coi như mình phải vượt qua có những cái còn quan trọng hơn, giống như là quan trọng nhất là giờ con phải học hậu quẩn. Học hậu quẩn á rồi bắt đầu thôi về được rồi. Dạ chào bà cô chú tâm. Dạ thôi chị em còn một tay hứa này lần nữa cho nó chính xác đi nè. Thôi em không hứa nữa đâu, hứa hay chưa không có đi trả lời nữa nha. Không dạ, trả lời nữa nha. Rồi thôi kết clip luôn nha. Ok chị. Dạ thôi cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Thôi mấy chị em xin phép không mấy ba con sao đây cái hai cứ chào đi không chị ở đây ở đây là ba chứ ông nậu luôn nha. Ba giống nậu á. Thôi mấy cha con hết chú ý bạn già, cảm ơn quý bà con cô bác. Yeah. Muốn mà có một cái form răng đẹp hay hàm răng đẹp gì hãy tới Anna Nha Khoa ha, rồi coi như là quý vị sẽ được một bộ gọi răng rất là hoàn mỹ, an toàn
rất là thích thú, rất là tuyệt vời. Răng răng bà nội bị hư muốn hết rồi mà anh thuyết phục hoài không đi. Xong rồi lên Dung làm thấy thôi bộ im quá, sau lên mới chịu lên làm. Nhà khoa Anna có trụ sở chính tại số 28-30 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 và có chi nhánh thứ hai tại số 11 Baxter, thành phố Nha Trang. Nhà khoa Anna thì tập trung chính vào 3 mảng. Thứ nhất đó chính là cấy ghép implant, thứ hai là răng sứ thẩm mỹ, thứ ba là niềng răng. Đối với việc làm răng sứ thẩm mỹ thì bà con cô bác cần phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta cần phải chọn bác sĩ có tay nghề. Cái thứ hai là chúng ta lựa chọn màu sắc dáng răng làm sao cho nó phù hợp với khuôn mặt cũng như là làn da của chúng ta. Khi quyết định cấy ghép implant tại nha khoa Anna thì sẽ được trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Hồ Nguyễn Thanh Dơn, cũng là trưởng khoa của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố, sẽ trực tiếp cấy ghép. Và sau đây thì bà con cô bác có thể nghe những cảm nhận, những feedback review của quý bà con cô bác cũng như là các anh chị nghệ sĩ đã từng làm răng tại nha khoa Anna. Tận tâm hết sức, làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó. Xin chào khoa Anna quý vị nha. Quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao trên. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna nha khoa. Giống thiệt chứ chị? Thì không ai biết chứ. Màu sắc dáng răng thì được mọi người khen rất là nhiều. Form dáng rất là đẹp. Khi đến làm răng ở Anna mình cảm thấy rất là an tâm và an toàn. Cô làm răng ở đâu mà đẹp vậy? Đều mà tự nhiên thì cô mới nói cô làm ở Anna. Chị, nếu như mà cô muốn làm răng thì đến là Anna, phòng răng Anna để làm nghe cô chú anh chị. Cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều, giữa hàng triệu nha khoa mà bà con cô bác đã yên tâm tin tưởng lựa chọn nha khoa Anna.